Chùa mình có những chương trình ca hát này cũng ý nghĩa lắm quý vị. Nên cho những người ca sĩ ta được đi về chùa mình tiếp nhận Phật pháp tu tập. Bây giờ chồng kim tho đổ nhà lễ Phật sáng tối luôn. Đặc biệt thấy không? Đó. Nên rất là ý nghĩa. Nên mình mong những lời ca tiếng hát này khi hát lên, rồi những người ta thích nghe ca hát, người ta cũng coi được cái chương trình Phật pháp ở chùa mình, để người ta nghiêng qua Phật pháp, để người ta tu hành, để người ta hướng đến giải thoát quý vị. Hiểu không? Ca hát nó chỉ là phương tiện thôi, để giúp cho người ta giải khuây một lúc nào thôi. Nhưng mà nghe Phật pháp nó mới giải tỏa được tâm tư, nó mới cỡ mở nỗi buồn, rồi nó giúp cho chúng ta hướng đến giải thoát nữa chứ. Cái này là cái quan trọng nhất. Mà chương trình có ca hát cũng hay lắm á. Hay lắm. Dạ, A Di Đà Phật ạ. Trước hết cho phép Kim Thoa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và chúc quý vị một ngày thật là an lạc ạ. Dạ, hôm nay một phần Kim Thoa vui, rất là vui và cảm giác rất là xúc động. Cứ lúc nào nhìn những các anh chị khiếm thị là cái mình bị xúc động, nó rưng rưng nước mắt suốt. Kỳ vậy. Trong lòng nó cứ kỳ cục vậy đó. Kim Tho thấy thầy làm chương trình rất là có ý nghĩa. Về chùa hát rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần thứ hai hát cho các cô chú anh chị khiếm thị nghe. Và mỗi một lần chương trình của thầy tổ chức người khiếm thị thì khoảng 5-6 ngàn người. Rất là đông. Mặc dù rất là đông nhưng mà thầy có một cái sự sắp xếp rất là chu đáo. Và đâu vào đó hết luôn. Mà xe thầy lo nào là xe đưa đón, rồi còn gửi tặng quà lì xì cho tất cả các anh chị Kim Tho. Cảm thấy rất là ngưỡng mộ một người thầy như thế này. Cho nên đối với Kim Tho, cái việc mà gieo duyên cho ca sĩ đến đây hát á, nó có chút xíu à, nó rất là nhỏ so với những gì mà thầy làm cho chúng sanh. Cho nên là Kim Tho hy vọng rằng tất cả những người xem chương trình này trong nước cũng như ngoài nước phát tâm cúng dường để cùng chung tay với thầy để chùa mình có thêm nhiều kinh phí để thầy tổ chức được nhiều chương trình có ý nghĩa như thế này, để cho tất cả các anh chị khiếm thị và khuyết tật cảm thấy ấm áp hơn khi đến với chùa của mình, và được nghe thầy, và nhất là được nghe thầy giảng pháp, để họ có được một cái sự giác ngộ, để họ biết tu tập hơn. Và thật sự mà khi Kim Tho đến đây, đến lúc trước Kim Tho cũng làm từ thiện rất là nhiều luôn, nhưng mình cũng hiểu là biết Phật pháp nhưng mà mình chưa được trực tiếp nghe Phật pháp. Khi đến đây thì Kim Tho mới được trực tiếp nghe thầy giảng pháp, và từ đó khi mà đến chùa mình hát rồi, Kim Tho về là phát tâm là ăn chay trường đến bây giờ luôn á quý vị. Tại vì Kim Tho cũng muốn được về Tây Phương Cực Lạc. Thôi bây giờ Kim Tho xin phép mời Xuân Hòa. Xuân Hòa ra đây song ca với chị nha. Quý vị ơi, tặng cho Xuân Hòa một tràng pháo tay đi ạ. Quý vị thấy Xuân Hòa hôm nay đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn. Dạ, vâng, A Di Đà Phật. Lời đầu tiên cho phép Xuân Hòa xin được trân trọng gửi lời chào tới tất cả các quý chư tôn đức, cùng toàn thể quý vị chúng ta có mặt tại chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt là có rất là đông quý vị Phật tử là những người khiếm thị. Một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Vâng, và sau đây thì không biết nói gì hơn để đáp lại tình cảm của tất cả quý vị chúng ta dành cho hai chị em Xuân Hòa và Hoa hậu Kim Thoa. Thì Xuân Hòa và Hoa hậu ca sĩ Kim Thoa sẽ gửi tới tất cả quý vị một ca khúc sáng tác của Thảo Nguyên. Ca khúc được mang tên Nhân Quả Ngày Sau. Kính mời quý vị chúng ta cùng. Quả ơi, trước khi hát hai chị em mình niệm ba câu Phật hiệu nha. Nam Mô A Di Đà Phật nha. Rồi, 2, 3. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà
Phật. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hai chị em tập bài từ xa đó quý vị. Tập qua Zalo. Dạ. Sang rồi cũng được gì, chết đi mang lấy những gì, cớ sao lòng ai cũng sân si. Giàu nghèo phụ tình nhau, hèn sang rồi cũng bạc đầu, mà cớ sao gây oan thù sâu, kiếp vô thường nhân quả ngày về cát bụi thì kiếp người mang lấy được chi. Lòng người sân si sâu bi chuốc lấy muộn phiền, tranh nhau vật chất đồng tiền, chứ sang hèn khiến lòng đào điên. Đời người sinh ra ta không thể giúp người thì cho đi chẳng muốn nhận gì, ít nhiều cũng chẳng hại chi. Cuộc đời bao lâu yêu thương mà sống chẳng sầu, cho nhau tình nghĩa ban đầu hôm nay còn nhớ mãi về sau. Tin nhiều để mà chi, giàu sang rồi cũng được gì, chết đi mang lấy những gì, cớ sao lòng ai cũng sân si. Giàu nghèo phụ tình nhau, hèn sang rồi cũng bạc đầu, mà cớ sao gây oan thù sâu, kiếp vô thường nhân quả ngày. Chẳng muốn nhận gì, ít nhiều cũng chẳng hại chi. Cuộc đời bao lâu yêu thương mà sống chẳng sầu, cho nhau tình nghĩa ban đầu hôm nay còn nhớ mãi về sau. Tin nhiều để mà chi, giàu sang rồi cũng được rồi cũng bạc đầu, mà cớ sao gây oan thù sâu, kiếp vô thường nhân quả ngày sau. Giàu nghèo phụ tình nhau, hèn sang rồi cũng bạc đầu, mà cớ sao gây oan thù sâu, kiếp vô thường nhân quả ngày sau. Dạ, nó mua gì được. Cảm ơn cô. Cảm ơn. À, đây là cái lọc cô tặng cho Kim Thoa và Xuân Hòa. Con cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà có lẽ Kim Thoa chỉ tặng cho em luôn nè. Trời ơi. Em cảm ơn chị rất nhiều. Ok em trai.
quý vị ơi, thường thường thì Kim Thoa cũng hát ở đây rất là nhiều, quý vị xem Kim Thoa hát rất là nhiều rồi. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là cái chương trình hôm nay, Kim Thoa sẽ không hát nhiều, chỉ song ca với Xuân Hòa thôi. Và nhường cho Xuân Hòa hát nhiều cho quý vị nghe nha. Dạ, trước khi vào trong thì Kim Thoa sẽ niệm ba câu Phật hiệu nha, Xuân Hòa niệm với chị nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ Kim Thoa xin phép vào trong và nhường sân khấu lại cho Xuân Hòa.